Đây là con trai của bí thư trưởng liên của đảng Đại Chúng, Giang Giả Tình. Cậu tên gì? Tôi tên Giang Giả Tình. Nên đây là cách chào hỏi. Khi mình gặp cậu mình sẽ nói: chị đẹp chết đi được. Đúng đúng đúng, chính là ý đó. Nhớ đó. Đây rõ ràng là đóng cửa rồi bỏ trốn. Hoàng Kiều Nguyên, tôi đến giúp anh. Dùng trái tim để yêu em. Dùng trái tim để yêu em. Cậu hẹn giúp tôi, nữ phóng viên mới đến của ITV. Lão Giang, tôi vừa coi tin, có phải ba của Di Quân gặp chuyện không? Bây giờ Di Quân đang trên đường chạy về. Ba mình có bị sao không? Bộ phim Chạm Đáy Thành Công, tập 4. Thì ra mình nhỏ bé như vậy. Lúc đó mới biết chỉ có thể nằm trong chăn khóc, không để mọi người thấy vẻ yếu ớt của mình. Tin rằng chỉ cần lau đi nước mắt, bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngài xem cái này trước đi. Ý ông là sao? Lão đại, A Long là người đồng tính. Người trong ảnh là bạn trai của cậu ấy. Bọn họ ở bên nhau gần một năm rưỡi rồi. Tôi không phải ý này. Dạng Thông, ông theo tôi bao nhiêu năm nay, vậy mà ông không nói tiếng nào với tôi đã điều tra việc này. Ý ông muốn gì? Không phải lão đại, tôi không phải lão đại của ông. Là ai ra lệnh ông điều tra A Long hả? Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Lão đại, tôi không còn cách nào. Ngài không phải không biết cái tính của Tiêu Tử. Sự việc không giải quyết rõ ràng, ông ta sẽ không tham dự đâu. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Làm rõ bối cảnh của A Long khiến ông ấy hiểu rõ hơn. Kết quả thì cậu ấy là ở chung nhà với một người đàn ông như hình với bóng. Lão đại, ngài biết mấy nơi thôn quê ở đây đối với loại chuyện này sẽ khắc khe hơn ở thành phố lớn. Ý của Tiên Tử là nếu chuyện này bị truyền thông nắm được hay để đối thủ biết được, A Long sẽ không được yên đâu. Cho nên lần này cậu ấy cũng không muốn tham gia. Tôi cũng cảm thấy Tiên Tử nó có lý. Tiên Tử, cậu làm việc trong ta luôn đi, đừng ở chỗ tôi nữa. Lão đại, chúng ta chỉ không tham gia lần này. Được rồi. Ông tự hỏi lòng mình mà xem. Khoảng thời gian tôi làm nghị trưởng, tôi có bạc đãi ông không? Lần nào cũng đều chia phần cho ông. Bây giờ thì sao? Đôi cánh cứng cáp rồi, muốn bay rồi phải không? Ông về nói với Tiên Tử, chuyện của A Long mà truyền ra ngoài, để bất kỳ ai biết được, dùng cái đó để kể khổ tôi. Trần Kính Thăng tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Tôi nói được, làm được. Lão đại, cho dù tôi không tham dự, tôi cũng không thể nói chuyện này ra ngoài. Ra ngoài đi. Chăm sóc tốt sức khỏe bản thân đó. Cái tên bất nghịch tử. Dạng Thông, uống trà. A Đan, lấy cho tôi bộ tay phục. Tổng cán sự muốn đi đâu? Kêu cậu lấy thì lấy đi, lấy toàn bộ ra hết đó. Chú Dạng Thông, chú lấy tay phục đi đâu vậy? Tôi quay về làm việc của tôi. Nghe không hiểu hả? Tôi quay về làm việc của tôi. Cậu ở đây trông chừng đi. Dạng Thông, đợi một lát. Mấy vị lý trưởng đều nói cơ lòng chúng ta thanh niên tài giỏi, nhất định sẽ ủng hộ chúng ta rút lui trong tranh cử. Không cần.
rút lui trong tranh cử. Đã xảy ra chuyện gì? Hai người phụ nữ ra ngoài trước. Ra ngoài đi. Ba. Chuyện này con có cần giải thích không? Người trong hình là ai? Hai con ở bên nhau sao? Con xin lỗi. Cậu ấy là bạn tốt của con. Con quen cậu ấy lúc làm cho tổ chức y tế quốc tế. Cậu ấy tên Leslie. Đã quen hơn một năm rồi. Nên chuyện này là thật. Bây giờ phải làm sao? Bọn con vẫn muốn tiếp tục sao? Được. Con lớn rồi. Muốn làm gì thì làm. Con có biết nếu để người ngoài biết được sẽ nghĩ thế nào không? Ý ba là muốn con chia tay cậu ấy sao? Chia tay nhất thời cũng vô dụng. Đây là chuyện cả đời. Ba đường đường là nam tử hán, là nghị trưởng qua ba cai, lại sinh ra một đứa con trai như con. Ba, nếu ba còn muốn con tiếp tục ứng cử, chúng ta có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Con có thể chia tay với Leslie. Cậu ấy sẽ hiểu cho. Ba không muốn con ép buộc làm như vậy. Ba cũng không để con ứng cử nữa. Vì ba không muốn con trai của Trần Chính Thăng đây bị người ngoài chê cười, bị người ngoài sỉ nhục. Càng không muốn trong nghị viện bị người khác lấy ra để mỉa mai con, khiến con không ngẩng cao đầu được. Ba, nhưng mà việc con ở bên Leslie cũng không ảnh hưởng con làm bác sĩ. Cho dù con thích đàn ông cũng không ảnh hưởng con ở nghị viện chất vấn hay xét duyệt dự luật. Được rồi, con ra ngoài đi. Ba không muốn nhìn thấy con. Đi ra, rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Việc tuyển cử phải làm sao? Việc tuyển cử ba và mẹ sẽ giải quyết. Không có chuyện của con nữa. Rời khỏi càng nhanh càng tốt. Anh và ba cãi nhau chuyện gì vậy? Ba biết rồi. Biết cái gì? Biết việc anh thích đàn ông rồi. Anh ngồi xuống trước đã. Từ nhỏ anh đã không dám nói cho người khác biết chuyện anh thích đàn ông. Anh biết anh không giống những người khác. Hơn nữa ba mình là nghị trưởng. Anh sợ sự khác biệt của mình sẽ khiến mọi người cười nhạo ba, hoặc sẽ không để ba làm nghị trưởng nữa. Nhưng chuyện này anh thật sự không thể khống chế. Em biết rồi. Em biết không, lúc ở học viện, anh đem nhốt mình vào thư viện hoặc phòng nghiên cứu. Thậm chí anh còn cưỡng ép mình đi quen bạn gái. Nhưng anh làm không được. Anh không thể trở thành dáng vẻ ba mong đợi. Xin lỗi, xin lỗi, anh khiến mọi người thất vọng rồi. Anh, em rất thích dáng vẻ hiện giờ của anh đó. Anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới này, nên không sao đâu. Anh cứ tiếp tục làm bản thân mình, trở thành người mình muốn trở thành. Nếu ba vì chuyện này mà mắng anh, đó là ba không đúng, em sẽ mắng lại. Đừng, đừng cãi nhau với ba. Nhưng anh đâu có sai.
Quan niệm thời của ba có hơi bảo thủ. Thật sự cảm ơn em. Được rồi, được rồi, không sao đâu. Anh là người anh tốt nhất trên đời này đó, biết không? Nó nói đây là trời sinh, không thay đổi được. Kỳ lạ. Ngay cả cái cây tôi cũng có thể biến nó thành hình dáng mình muốn. Sao lại không có cách thay đổi lại đứa con của mình? Hay chi bằng kêu nó đừng thừa nhận. Bà nói gì đó? Không thừa nhận thì người khác không biết sao? Muốn toàn thế giới để biết con mình là đồng tính. Không lẽ bà còn muốn nó ra ứng cử sao? Bà đang hại chết nó đó. Nếu trúng tuyển vào nghị viện, truyền thông ngày ngày đều lấy tin nó mổ xẻ, nó sẽ bị bủa vây tứ phía. Nói không chừng bác sĩ cũng không thể làm. Tôi biết ông là vì con. Nếu không lần này chúng ta không tuyển cử nữa, sao có thể không tuyển? Lúc nãy không phải ông kêu rút lui sao? Bà có biết hiện giờ biết bao nhiêu người đang đợi xem chúng ta làm gì không? Nói không chừng còn rất nhiều người muốn thấy tôi mất mặt. Nếu như lần này không tuyển cử, tài nguyên Trần gia chúng ta tích lũy mười mấy năm nay sẽ bị cướp sạch đi hết. Tôi không cam tâm. Hay tôi gọi điện cho Dạng Tử xem thử còn cách nào khác. Không thân không thích, người ta dựa vào gì mà giúp chúng ta? Đều tại bà. Ngốc thật, con của mình đồng tính cũng không biết. Con cũng là của ông cũng không biết đó thôi. Tại sao việc này lại trách tôi hả? Có giỏi thì ông tự nghĩ cách đi. Muốn nghĩ cách gì? Đem nó nhét lại vào bụng, sinh lại, nuôi lại, dạy lại hả? Kêu nó sinh đứa cháu chồng là được rồi. Ông dạy lại nó. Bà đúng là dở hơi. Nó đồng tính thì sao sinh con được? Tôi không tin là nó thay đổi không được. Tôi tìm giúp nó bác sĩ tâm lý. Hai người kỳ lạ thật đó. Sao không thể chấp nhận con người thật của anh ấy? Còn là sớm biết anh con như vậy sao? Biết sớm biết muộn cũng như nhau cả thôi. Quan trọng anh ấy là con trai bà. Con trai ruột Trần Cơ Long là anh ruột của con. Hơn nữa anh ấy là một bác sĩ giỏi, một người tốt. Nó tốt đến đâu cũng vô dụng. Làm thế nào nó cũng không thể tiếp quản sự nghiệp chính trị của gia đình. Đối với nhà họ Trần mà nói là tuyệt tổ tuyệt tông, con hiểu không? Ba, sao ba lại nói như vậy? Chuyện này con không hiểu. Ở huyện Trường Trì, rất nhiều người dựa vào lực lượng chính trị của nhà họ Trần chúng ta để sinh sống. Ba còn ra tuyển cử không phải vì bản thân, mà vì rất nhiều dân kỳ vọng ông ấy. Còn rất nhiều việc đợi ba con xử lý, con hiểu không? Chuyện chính trị con tốt nhất là nghe hiểu. Sao lại không hiểu? Nếu nhà họ Trần thật sự cần một người ra ứng cử, vậy để con ra. Trần Di Quân con không được sao? Hả? Mình phản đối, mình cũng phản đối. Trần Di Quân, cậu có biết hai đảng lớn nhất bây giờ là hai đảng nào không? Đảng Đại Chúng và Đảng Tự Do. Mình hỏi cậu, huyện trưởng huyện Trường Trì là ai? Nghị trưởng là ai? Huyện Trường Trì có mấy khu, mấy huyện, mấy thị trấn, dân số bao nhiêu cậu biết không? Mình thấy ngay cả huyện Trường Trì có bao nhiêu người, cậu ấy cũng không biết. Những cậu hai người hỏi chỉ cần nỗ lực mấy ngày tìm tài liệu ra đọc trong một hai ngày là biết rồi. Nhưng quan trọng là cậu có thật sự muốn ứng cử không? Mình chỉ thấy dáng vẻ lo lắng của bà. Nhà bọn mình ít nhất cũng phải có người đứng ra cán đáng. Vậy không được. Nếu cậu cắn răng đứng ra ứng cử, cậu nên biết cậu phải vì tất cả dân huyện Trường Trì mà phục vụ đó. Rốt cuộc cậu có ủng hộ mình không? Chỉ cần cậu quyết tâm làm chuyện gì, mình nhất định ủng hộ cậu. Giả tình mình yêu cậu nhất đó. Di Quân, công thức ghi trên bảng đen xem có hiểu không? Không hiểu. Số người bỏ phiếu ở huyện Trường Trì có 1.270.000 người. Nghị viện tham gia tranh cử là 51 người. Lấy số người bỏ phiếu chia cho nghị viện tham gia tranh cử rồi cộng 1. Ra được kết quả lại cộng 1 sẽ là số phiếu bầu chúng ta cần. Cậu có thể nói rõ cho mình biết bao nhiêu phiếu mới có thể đắc cử? Chỉ cần 18.923 phiếu là cậu có thể yên tâm. Nhiều vậy sao?
Thật ra cũng không cần lấy nhiều phiếu vậy. Chúng ta chỉ cần tính làm sao để chọn ra vị trí cuối cùng là được. Nên chúng ta chỉ cần 15.698 phiếu. Vậy là có thể đắc cử. Nghe hình như vẫn rất khó thì phải. Cậu phải có chút tự tin chứ. Mình phải từ số phiếu ủng hộ của ba cậu, rồi thêm phân tích bối cảnh của cậu. Mình cảm thấy lần này cơ hội cậu đắc cử là 13%. 13%? Ít vậy. Nhiều lắm rồi đó. Nếu cậu là nam giới, có thể cơ hội này sẽ được nâng lên khoảng 28%. Cậu xem, dân bỏ phiếu ở huyện Trường Trì hơn phân nửa đều bầu cho những người trên 40 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, đã kết hôn. Lại là nam nữ bất bình đẳng. Được, dù sao mình cũng là con ngựa không sợ chết, phải làm cho mấy người đó chọn mình. Nào, sao vậy? Cậu đứng ở đây. Cậu còn nhớ lúc nhỏ cậu đứng ở đây phát biểu ý kiến để chọn lớp trưởng không? Sao mình có thể... Cậu nhớ sao? Sao có thể? Lúc đó mình lớp 5, cậu lớp 6, lại không chung lớp. Lúc đó vừa hay mình đang cầm hộp cơm đi ngang qua lớp cậu, liền thấy cậu đứng tại đây, nói lớn tiếng: "Tôi, Trần Di Quân, đứng ra ứng cử lớp trưởng, không phải vì muốn làm vương, mà muốn phục vụ cho tất cả các bạn trong lớp." Lúc đó cậu rất tự tin đó. Cậu còn nhớ lúc cậu tranh luận với mình tại sao đèn Giáng sinh lại phát sáng không? Cậu có biết tại sao nó lại phát sáng không? Vì nó được mắc nối tiếp, sau đó mắc song song. Không phải, vì đây là đèn Giáng sinh. Cái này mình nhớ. Mình nói đèn Giáng sinh phát sáng là vì nó là lễ Giáng sinh. Kết quả cậu liền giải thích một đống thứ gì mà mắc nối tiếp, song song gì đó, mình không hiểu. Đó chính là cậu. Nếu cậu cảm thấy việc làm đúng, cậu sẽ kiên trì tới cùng. Di Quân, rốt cuộc cậu có nghiêm túc ứng cử không? Mình nghiêm túc. Chỉ cần cậu nghiêm túc, mình nhất định sẽ giúp cậu tới cùng. Nhưng bây giờ chút Dạng Thông đã bị ba mình la tới bỏ đi rồi. Hiện giờ tổng bộ lại không có người lớn. Trận chiến này phải làm sao? Mình nghĩ ra được một người. Ai? Chính là cậu chủ nhỏ bị cậu đá trúng đó. Hoàng Triệu Nguyên hả? Nhưng giờ anh ấy không phải đang làm cho bên ủy viên lập pháp sao? Thay vì giúp Cao Khải Phát, mình tin cậu ấy sẽ chịu giúp cậu hơn. Nếu mình không được chọn, vì không phải anh ấy sẽ thất nghiệp sao? Vậy cậu nhất định phải được đắc cử đó. Cố lên. Cố lên. Thì ra cậu vẫn nhớ hả? Nên là cậu cố ý đưa mình tới đây. Giang Giả Tình, tâm cơ cậu nặng lắm đó. Chào giám đốc. Cô là Sabana hả? Nào, dạ phải. Đợi lát, còn có người. Biên tập viên, cô tới lầu mấy? Không cần đâu, tôi không cần người giúp bấm thang máy. Xin lỗi. Cô đối với lính mới cũng lợi hại quá rồi. Tôi mà không lợi hại, không lẽ đợi bọn họ trèo lên đầu tôi ngồi sao? Sao có thể? Ai cũng không trèo lên đầu cô được đâu. Đúng rồi,
Nghị trưởng huyện Trường Trì giữa đường báo bệnh rút lui. Cô cần muốn giúp tôi làm một chuyên đề không? Sao hả? Anh muốn lợi dụng cơ hội này điều tôi đi, sau đó để mấy tên lính mới đó làm loạn sao? Nói nhảm. Mấy tên lính mới đó sao so được với cô? Mấy bài báo nhỏ đó kêu lính mới đi là được rồi. Được, vậy kêu bọn họ đi. Xin lỗi, cô chạy cái gì chứ? Lát nữa tôi còn phải phát tin tức đó. Thật xin lỗi. Nếu cô thích chạy như vậy, hay chạy một chuyến đến huyện Trường Trì đi. Thật sao? Biên tập viên quyết định. Cảm ơn biên tập viên. Lúc nào cũng phải để ý hình tượng. Dân giám đốc. Tới rồi. Cảm ơn. Đồ mặc của một tuần em xem có đủ không? Gấp quá em cũng không kịp chuẩn bị hành lý. Chắc là được rồi. Đúng rồi, anh có giúp em liên lạc với bạn anh không? Yên tâm đi, Giang Giả Tình nói. Khi em đến đó, nếu có vấn đề gì đều có thể hỏi cậu ấy. Ngược lại, trước đây anh từng nói với em chuyện nhà máy các quan đóng cửa trốn nợ. Khi em tới đó, có thể đặc biệt lưu ý giúp anh không? Nếu có người trong cuộc đi, em còn có lý do chính đáng để đưa tin. Anh không phải trong diện lập pháp làm sao? Càng phải có thẩm quyền đi làm chuyện này chứ. Chuyện này anh biết, nhưng cái tên Cao Khải Phát đó vô dụng lắm. Anh nói em nghe, anh giúp chuẩn bị bản thảo, ông ta không bao giờ đọc. Ngày làm việc thứ hai, có nói sẽ giúp anh quan tâm chuyện này. Kết quả là không có làm gì hết. À cũng có, suốt ngày chỉ biết hẹn mấy nữ phóng viên như em đi uống trà tâm sự. Em cũng là nữ phóng viên đó. Anh tức giận vậy làm gì? Xin lỗi, anh không có ý gì khác. Môi trường này không phải đều như vậy sao? Mỗi ngày ở đó diễn cảnh nam hoang nữ ái. Anh xem, biên tập viên chỗ em mỗi ngày đều đi ăn cơm với giám đốc. Như vậy bình thường không? Xe công ty em tới rồi, em đi trước đây. Bản thân cẩn thận đó. Được rồi, bye bye. Tới nơi gọi điện cho anh. Thật ngại quá. Lần này đổ bệnh, tôi biết nhiều người đã nhân cơ hội này cậy chân tường nhà tôi cướp số phiếu. Tôi nghĩ như vậy, hy vọng đảng đại chúng lần này đừng tham gia vào việc ăn hôi cướp của bọn họ. Nếu như vậy, nói không chừng dựa vào khuôn mặt già của tôi cũng có thể giữ được chiếc ghế cho Di Quân. Ông khách khí rồi. Nếu chúng ta liên thủ, đương nhiên là tốt nhất rồi. Ông có suy nghĩ gì không? Thật ngại. Tôi nói để bà tham khảo. Nếu bà chịu phối phiếu với Di Quân chúng tôi, đến lúc đó ở vị trí nghị trưởng, tôi sẽ ủng hộ đảng đại chúng. Bí thư trưởng, không phải Trần Kính Hằng tôi đang khoác lác. Chỉ dựa vào tên tôi ở huyện Trường Trì vẫn còn có lực ảnh hưởng. Tôi chưa từng xem thường thực lực của Trần gia nhà ông. Nhưng vẫn phải xem Di Quân có được đắc cử hay không. Vậy thì nhờ bí thư trưởng giúp đỡ rồi. Được, để tôi xem làm thế nào. Chúng ta cứ giữ liên lạc. Ông cũng phải giữ gìn sức khỏe. Được, được, được. Cảm ơn. Sao hả? Liên Bách Hợp không chịu giúp hả? Bãi bảo để xem sao. Bà xem, lần này Di Quân bảo muốn ra ứng cử là nói nghiêm túc hay chỉ thuận miệng nói thôi? Thật hay không đó? Vào đi. Vậy lần này anh sẽ dùng trên người em đó nha. Được, em nói đi, muốn đi đâu? Ủy viên,
Cái căn lần trước tôi đã chuẩn bị xong tài liệu cho ông rồi đây. Để ở đó đi. Được, căn lần trước tốt đó. Được được, em gọi cho anh hẹn thời gian nha. Bây giờ bên nhà máy sao rồi? Hỏi nhà máy thì nói là nguy cơ tài vụ. Hỏi ngân hàng thì nói số tiền bị đóng băng. Nói tóm lại là không có tiền. Mà con có nhờ ủy viên giúp vụ này không? Sao hả? Còn có việc sao? Xin lỗi ủy viên, tôi muốn hỏi một chút về chuyện nhà máy Cát Quang. Ông đã hỏi bên Bộ Lao động chưa? Cát Quang? Cát Quang nào? Vụ án lúc nào vậy? Là nhà máy đóng cửa trốn nợ ở huyện Trường Trị mà trước đây tôi đã nói với ông. Công ty Cát Quang sau khi ôm hết tiền lương hưu của tất cả công nhân liền tuyên bố đóng cửa. Lần trước, ông có nói sẽ đưa ra thảo luận trong cuộc họp thường kỳ lần này. Bảo bối à, đợi lát nữa anh gọi cho em nha. Anh có chút gì, nhất định nhớ em, nhớ em. Đưa tài liệu tôi xem. Tài liệu đó đã ở đây một tháng rồi. Nhà máy dệt may Cát Quang có hơn 100 nhân công, là một công ty có lịch sử 30 năm lâu đời ở huyện Trường Trì. Nửa năm trước, bọn họ đột nhiên tuyên bố đóng cửa, nói là không thể trả cho nhân công tiền lương hưu, trợ cấp thôi việc hay thậm chí là phí tăng ca. Nhưng chúng tôi sớm đã điều tra ra, ông chủ bọn họ sớm đã rút vốn, mang tất cả tiền sang Đại Lục để đầu tư chỗ khác. Được, tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi. Không biết ủy viên có tính toán khi nào mới nói với Bộ Lao động sự việc này. Tôi có thể giúp ông hẹn thời gian. Khoan gấp, tôi còn có nhiều việc phải làm. Sao lại không gấp? Đây là vụ án điển hình của việc lừa đảo trốn nợ. Sao chúng ta có thể bỏ qua những công ty như vậy để họ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật? Hơn nữa còn có hơn 100 nhân công đã đợi nửa năm. Nhưng không ai giúp họ chủ trì công đạo. Cậu đang trách tôi phải không? Là tôi khiến cho công ty Cát Quang đóng cửa sao? Là tôi khiến mấy người kia mất việc sao? Cậu phải biết có bao nhiêu vụ án ở viện lập pháp đợi tôi đi thẩm tra không? Toàn quốc trên dưới có biết bao nhiêu người đợi tôi đi phục vụ? Hơn 100 người, cũng không có bao nhiêu phiếu bầu. Triệu Nguyên à, tôi biết cậu là bí thư liên giới thiệu qua. Tôi biết cậu có lý tưởng lớn, có hoài bão. Nhưng thứ cậu còn cần phải học rất nhiều. Thứ nhất, chuyện gì quan trọng, chuyện gì không quan trọng. Cậu đó, quay về suy nghĩ kỹ cho tôi. Nên là ủy viên, ông muốn phải làm rõ cuộc điện thoại bảo bối của ông quan trọng hơn 100 nhân công, người nhà, con cái của họ phải không? Cậu có biết đã nói chuyện với ai không? Một tên trợ lý cỏn con mà dùng thái độ này nói chuyện sao? Xin lỗi, tôi chính là tên trợ lý cỏn con đó. Được thôi, nhưng bây giờ tôi dùng thân phận một viên chức nói chuyện với ông được chứ? Tôi thật không hiểu sao chúng tôi lại chọn ra cái tên bại hoại như ông đây. Cúp cho tôi, cậu bị đuổi việc rồi. Được, tôi bị đuổi việc. Không đúng, là ông bị đuổi việc rồi. Cậu cúp ngay. Cúp. Cúp đi cúp. Thật xin lỗi, tiền lương tháng này cảm phiền ông chuyển vào tài khoản đúng hẹn giúp tôi. Nếu không tháng sau sinh nhật hôn nhân, nghe thấy những tiếng... Bảo bối à, đợi lát nữa anh gọi lại cho em. Anh có chút việc, nhất định. Nhớ em, nhớ em. Cảm ơn thời gian qua ông đã chiếu cố. Hoàng Triệu Nguyên, cậu quay về cho tôi. Các vị, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ đại diện cho tổng sự trưởng hứa của công ty Cát Quang để tuyên bố phá sản. Hơn nữa, quyền tài sản trong tay đã bị xóa bỏ hết toàn bộ, nên không thể trả tiền lương và lương hưu đã nợ trước đây cho mọi người. Điều này chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đây là đạo lý gì chứ? Một người thiếu nhiều tiền như vậy, sao có thể chạy trốn sang Đại Lục, còn có thể ở biệt thự? Bây giờ là sao chứ? Đúng đó, đúng đó. Vô lý quá đi, quá đáng lắm. Sao có thể như vậy? Nếu không mọi người muốn một người già đã phá sản phải ở đâu chứ? Tòa biệt thự đó là của con gái thứ hai cho mượn ở. Vô lý quá. Vậy sao bây giờ phải bán đất? Đúng đó, sao phải bán đất? Được, cho dù hứa tổng phá sản. Vậy tiền bán đất phải nên ưu tiên bồi thường cho nhân công chứ. Đúng đó, đúng đó. Để tôi làm rõ. Mời ông xem kỹ phần văn kiện tôi đưa. Điều 2 của quyền sử dụng đất sớm đã nói rõ với mọi người. Số đất vốn được đăng ký dưới tên của hứa phu nhân vào năm trước đã chuyển tên cho thân thích bên nhà ngoại rồi.
Nên dựa theo pháp luật mà nói, bãi hoàn toàn không có trách nhiệm phải bồi thường cho mọi người. Quá đáng lắm. Hai vợ chồng bọn họ cùng một dù cả. Đúng đó, đúng đó. Bãi không chịu thì ai chịu trách nhiệm đây? Đúng đó, đúng đó. Các vị, bây giờ miếng đất của công ty Cát Quang đã bị tập đoàn Vũ Quang mua rồi. Nếu mọi người chịu tiếp nhận sự thật này, chỉ cần mọi người ký tên lên bản hợp đồng hòa giải, thể hiện rõ mọi người chịu bỏ kháng cáo để tiến hành tranh chấp pháp luật. Tập đoàn Vũ Quang chúng tôi sẽ chịu trả 0% số nợ trước đây của công ty Cát Quang. Đây là giới hạn cuối cùng rồi. Tôi nói mọi người biết, những yêu cầu mọi người đưa ra hoàn toàn không hợp pháp. Nhưng tập đoàn Vũ Quang là một xí nghiệp có lương tâm. Có thể cho tôi xem qua bản hợp đồng không? Người biết pháp luật của chúng ta tới rồi. Hay lắm, hay lắm. Tốt quá rồi. Cho con xem qua hợp đồng. Mười phần trăm phí bồi thường này chúng tôi sẽ không chấp nhận đâu. Đây toàn là lừa đảo. Các vị, bắt đầu từ ngày mai, tất cả chúng ta sẽ bao vây nhà máy Cát Quang. Tới khi bọn họ chịu trả lại toàn bộ tiền cho chúng ta, mọi người nói được không? Được. An Nguyên nói đúng lắm. Được. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ bao vây nhà máy. Được. Chúng ta phải lấy lại tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Tôi cảnh cáo mấy người, nếu thực sự bao vây nhà máy, chúng tôi có thể kiện anh đó. Kiện đi, anh kiện đi. Tôi sợ anh không kiện đó. Tôi sợ anh không làm lớn chuyện này đó. Các vị, chúng ta không phải muốn 10%, mà chúng ta muốn 100% lợi ích thuộc về chúng ta. Chúng ta muốn 100% lợi ích thuộc về chúng ta. Chúng ta không cần người khác bố thí. Chúng ta phải giành lại được công bằng, là tôn nghiêm của chúng ta. Chúng ta muốn là chính nghĩa xã hội. Chính nghĩa xã hội. Chúng ta đi. Chúng ta muốn công đạo. Chúng ta muốn công đạo. Chúng ta muốn tôn nghiêm. Chúng ta muốn tôn nghiêm. Chúng ta muốn chính nghĩa. Chúng ta muốn chính nghĩa. Trả tôi tiền lương hưu. Trả tôi tiền lương hưu. Trả lại toàn bộ đây. Trả lại toàn bộ đây. Chúng ta phải đòi lại tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Phải đo về lại quỹ hút máu Cát Quang. Nên một lát mọi người đi theo tôi. Mọi người đừng sợ mấy người mặc đồng phục tuyệt thực kháng nghị. Chúng ta đi. Đi. Ngại quá, mọi người tránh ra chút. Triệu Nguyên nhà tôi cả tối hôm qua đều biết cái này. Chúng ta mau cột nó lên. Mẹ, mấy chuyện này để chúng tôi làm. Chuyện này để người trẻ làm đi mẹ. Chúng tôi làm được rồi. Cẩn thận đó. Anh này, anh làm gì đang làm cản trở công vụ đó. Tôi khuyên anh mau tháo sợi băng xuống. Mau về nhà đi. Về cái đầu anh. Có thời gian ở đây cản chúng tôi mà không có thời gian bắt ông chủ thiếu tiền hả? Hành vi phạm pháp. Giờ cao bảng. Các vị hương thân, mọi người đã vi phạm luật đi lại. Mời mọi người mau chóng về nhà. Trả tiền đi. Anh tưởng chỉ có anh có bảng sao? Chúng tôi cũng có đó. Giơ bảng lên. Được khẩu lệnh động tác nha. Mọi người hô theo tôi. Được. Cát Quang độc ác. Cát Quang độc ác. Trả tiền lương cho tôi. Trả tiền lương cho tôi. Ông chủ ra đi mau. Ông chủ ra đi mau. Trả tiền lương cho tôi. Trả tiền lương cho tôi. Trả tiền lương lương cho tôi. Trả tiền lương lương cho tôi. Mọi người nghỉ ngơi chút. Nghỉ ngơi tại chỗ. Cô tới làm gì? Anh không có nghĩa khí gì hết. Biểu tình cũng không tìm tôi. Tôi và giả tình đến giúp anh đây. Lão Giang, cậu ấy đâu? Đang chụp hình. Cậu ấy chụp gì vậy? Cậu ấy nói muốn đem hình chụp này đăng lên các trang mạng tin tức, làm cho nó như một tin tức thời vậy. Là một tin tức tức thời giả. Như vậy các truyền thông chủ lưu thật sự mới tới đưa tin. Nhưng cậu ấy cũng nói cái tin tức thời giả này chỉ tồn tại được nửa tiếng thôi. Kêu anh mau gọi truyền thông mà mình biết qua đây. Sao không nói sớm? Anh mau đăng tin đi. Mau lên.
Đại ca, là ai đăng vậy? Hoàng Triệu Nguyên, anh quen không? Hoàng Triệu Nguyên, phòng phóng viên. Anh đang biểu tình ở các quan, xung đột giữa mọi người ngày càng lớn. Hiện trường đã có truyền thông tập hợp Hoàng Triệu Nguyên, đã có truyền thông ở đó. Không thể để cướp mất được, anh mau, nhanh lên, đi thôi. Mới đến đã có việc làm rồi. Con trai, cô gái này là ai vậy? Mẹ, cô ấy là Trần Di Quân, học cùng trường, cũng là con gái của nghị trưởng. Con chào gì, con gái của nghị trưởng sao? Nói vậy tức là nghị trưởng cũng ủng hộ chúng ta rồi. Tốt quá. Nào nào, cấp vị, cô ấy là con gái của nghị trưởng, biểu thị nghị trưởng cũng ủng hộ chúng ta. Tốt lắm, tốt lắm. Chào các vị, tôi là Trần Di Quân, tôi đứng về phía mọi người. Được, cho cô tờ này, dùng cái này nói rõ hơn. Được, nhớ ấn nút. Tôi lên đó nói: chào các vị, chú bác cô gì, tôi là Trần Di Quân, tôi sẽ đứng về phía mọi người. Các quan độc ác, các quan độc ác, ra đây trả tiền, ra đây trả tiền. Các quan độc ác, các quan độc ác, ra đây đối mặt cô ơi, ra đây đối mặt cô ơi. Đây đã là lần thứ hai chúng tôi dơ bản rồi. Hành vi của mọi người đã là vi phạm nghiêm trọng, xin lập tức rời khỏi. Hoàn tiền tôi sẽ rời khỏi. Các quan trả tiền, cảnh báo hành vi phạm pháp. Trả tiền lương cho tôi, trả tiền lương cho tôi. Các quan độc ác, các quan độc ác, ra đây trả tiền, ra đây trả tiền. Các quan độc ác, các quan độc ác, ra đây trả tiền, ra đây trả tiền. Các quan độc ác, các quan độc ác, ra đây đối mặt, ra đây đối mặt. Các quan độc ác, anh mau chuẩn bị xong chưa? Trả tôi tiền lương hưu, trả tôi tiền lương hưu, trả tôi tiền mồ hôi nước mắt, trả tôi tiền mồ hôi nước mắt, trả tôi tiền mồ hôi nước mắt. Ra đây đối mặt, ra đây đối mặt, trả tôi tiền lương hưu. Cảm ơn em đã tới. Mau khen vài điểm trọng tâm của phỏng vấn. Có Trần Di Quân, Di Quân xuống đây một chút, xuống đây. Cô ấy là con gái của nghị trưởng, con gái của nghị trưởng. Để anh giới thiệu, đây là con gái của nghị trưởng Trần Di Quân, đây là phóng viên của ITV Sabana. Chào cô, chào cô Di Quân. Lát nữa cô cho phóng viên phỏng vấn một lát, sau đó tôi sẽ tìm mấy người đưa cô tới cái lều phía sau, chúng tôi sẽ truyền giọng nói ra ngoài. Được. Chào cô, cho hỏi tên cô viết thế nào? Chính là Trần Di Quân của cái chợ rau. Chính là tên Trần đó, Di đó và Quân đó. Nào, chị An Mạng, còn có Bắc Dương, chị Trương. Nào, đợi một lát, bốn người đưa Trần Di Quân đến cái lều phía sau, cùng phóng viên ITV làm phỏng vấn. Chúng ta sẽ đem tiếng nói hiện trường đến cho mọi người biết. Được, không thành vấn đề, làm phiền mọi người. Theo tôi, cô Trần Di Quân, mời đi theo tôi. Đi bên này, nào. Mọi người đã nghỉ ngơi đủ chưa? Chúng ta còn phải tiếp tục biểu tình. Được. Các quan độc ác, các quan độc ác, trả tiền lương cho tôi, trả tiền lương cho tôi. Cô Trần, tôi là quản lý bộ phận thẩm định sản phẩm, còn đây là A Mạng. Năm ngoái còn được giải công nhân ưu tú đó, còn Tiểu Khả là của bộ phận chúng tôi. Cô Trương này là kế toán. Chào cô, vậy chúng ta bắt đầu. Cho hỏi cô Trần, cô bắt đầu tham gia vào cuộc biểu tình này từ lúc nào? Nghị trưởng biết không? Yêu cầu của mọi người lại là gì? Thật ra toàn bộ sự việc này, tôi không phải nhân vật chính, bọn họ mới phải. Nếu không, cô phỏng vấn bọn họ đi. Dì Aman nói trước đi. Tôi phải nói cái gì? Nói đi. Dì không phải là công nhân ưu tú sao? Dì nói trước đi. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi ở nhà máy này phấn đấu 18 năm. Năm ngoái còn trao giải thưởng cho tôi. Đó đều là gạt người. Chưa tới cuối năm, nhà máy đã đóng cửa rồi. Đúng vậy, gạt người. Bắc Dương nói đi. Tôi là quản lý bộ phận thẩm định sản phẩm. Vốn tôi còn nói tốt cho công ty. Nghĩ rằng ông chủ sẽ không như vậy đâu. Tiếp theo thì sao? Bộ phận của chúng tôi tiền tăng ca, trợ cấp thôi việc, còn có tiền lương hưu đều không lấy lại được. Đúng vậy, đều không có. Bộ phận thẩm định sản phẩm của chúng tôi bận rộn hơn những bộ phận khác. Còn tôi nữa, 18 tuổi đã làm trong nhà máy này. Thanh xuân của tôi đều cống hiến cho công ty. Giờ đột nhiên kêu tôi đi là đi sao? Một đồng cũng không trả. Làm vậy có được không? Tôi biết là những loại biểu tình rất mệt, nhưng chúng ta sẽ kiên trì tới cùng. Kiên trì, kiên trì. Đây là lần cảnh báo cuối cùng, mời lập tức giải tán. Đi lấy gậy ra, cảnh báo hành vi phạm pháp.
Các vị nhân công của các quan, chúng ta đừng sợ những tên mặc đồng phục. Giờ chúng ta sẽ đạp đổ hàng rào, lấy lại thứ chúng ta nên có. Được, kéo xuống. Tôi đến tới ba. Một, hai, ba. Cái chuyện gì? Anh mau, nhanh, bên này, đi. Chúng ta đi xem thử. Mọi người cùng tiến lên một bước. Chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa cản trở công vụ mà khởi tố anh. Sợ cái gì? Tôi không sợ. Cảnh sát đánh người. Cảnh sát đánh người. Làm gì hả? Cảnh sát. Cảnh sát đánh người. Cảnh sát đánh người. Anh mau, mau quay sổ bị thương đi. Cảnh sát đánh người. Quá đáng. Không được bắt con tôi. Làm gì hả? Đừng hắn đi. Cảnh sát dùng bạo lực. Cảnh sát đánh người. Quay cận dài. Cảnh sát bạo lực. Muốn đưa anh ấy đi, hãy bước qua xác tôi trước đi. Anh tới giúp tôi. Nếu tôi đắc cử, chúng ta sẽ cùng lôi ông chủ các quan ra. Cô dựa vào đâu mà cảm thấy tôi sẽ giúp hai quan nhị đại các người hả? Nếu bên cạnh cậu có thêm một nghị viên đứng cùng một chiến tuyến với cậu, cậu có cảm thấy mình có cơ hội hơn không? Phía sau các quan có một đoàn đội lợi ích, các cậu gánh không nổi đâu. Tôi muốn tài nguyên của nhà họ Trần. Anh có thể kêu Giang giả tình giúp em không? Sắp xếp hai cha con họ là một phỏng vấn với em. Cô đã nhận của người ta bao nhiêu phí sản phẩm tuyên truyền hả? Tôi không có. Thế giới tin tức rất rộng lớn. Sân khấu của cô phải tự bản thân cô giành lấy. Tôi想的变很远，我的呼吸竟然快乐。